Kính thưa quý đạo hữu và tất cả quý vị, Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc trọn bộ chú giải sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ba quyển gồm 2290 trang. Chánh văn Đức Huỳnh giáo chủ, chú giải Thiện Tâm. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là đến phần chánh văn. Dài rồi những chuyện đức ân, phận làm cha mẹ sự phân lẻ nào, lỗi lầm chớ có hùng hào, đừng chửi đừng rủa đừng cào đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi đặng mà giáo quá vàng mười chẳng hơn, cũng đừng gây gỗ giận hờn cho con bắt trước xa vương mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tới độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lầm tâm, chẳng ai chịu khó niềm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rập tim đêm để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Lược giải từ câu 237 đến câu 252. Sau khi chỉ dạy về bổn phận làm con cháu từ trong gia đình đối với ông bà cha mẹ đến cô bác láng giềng đều cư xử được dạng dẻ đức ân, Đức Thầy dạy qua trách nhiệm làm cha mẹ về cách phân xử và dạy bảo con cháu. Mỗi khi con có vi phạm lỗi lầm, làm cha mẹ không nên ra tuồng giận dữ, la ó lớn tiếng hoặc đai nghiến chửi rủa, đánh đập tưng bừng. Nên dùng những lời hiền hòa tốt đẹp ra dạy dỗ chúng. Nếu được vậy, có chi quý báu cho bằng. Giữa chồng vợ chẳng nên mặc giận mài hờn ấu đả lẫn nhau, vì đó là duyên cớ làm cho con cháu mình bắt chước. Với pháp môn niệm Phật là phương cách tu giản dị, chỉ có trì niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà được Đức Phật A Di Đà cứu độ vượt khỏi mọi tai nạn và đặng phúc báo vãng sanh về cõi cực lạc. Cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, diệt nàng tu rị hữu thiên kinh. Thế mà xưa nay không mấy người chịu hành trì cho đúng cách. Từ trước tới giờ người niệm Phật chẳng phải là không có, song niệm cho được nhất tâm bất loạn thì ít ai làm đặng, nên không thấy kết quả. Do đó, Đức Thầy kêu gọi mọi người, nay hãy trì tâm niệm Phật cho đúng phương pháp thử coi. Nghĩa là phải niệm làm sao cho tiếng niệm nghe đều đều và hòa vào nhịp thở của con tim. Tuy không niệm ra tiếng,
mà tai vẫn nghe rõ từng chữ một nơi tâm, không hề gián đoạn hoặc vọng tưởng xen vào. Nếu niệm Phật được như thế, tất khỏi cảnh máu đổ thịt rơi trong ngày chiến tranh tận diệt. Chữ lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Chú thích: Sử phân, cũng gọi là phân xử, có nghĩa xử trí cho hợp lẽ. Ví dụ, phân định việc phải quấy mỗi bên rất công bằng, hợp lý. Hùng hào là mạnh mẽ và hào phóng, đây chỉ cho sự nóng giận làm dữ. Ví dụ, ra vẻ hùng hào giận dữ. Giáo hóa là dạy dỗ và mở mang khai hóa, dùng sự giáo dục mà cảm hóa mọi người. Ví dụ, cảm hóa dân sanh, cảm hóa con cháu. Sáu chữ Di Đà, do chữ lục tự Di Đà, tức sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ý dạy tu pháp môn tịnh độ. Hành giả luôn trì niệm danh hiệu Đức A Di Đà sẽ được Ngài cứu độ vãng sanh Cực Lạc, hoặc chứng Di Đà tự tánh. Đức Thầy từng dạy: Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Tế độ là cứu giúp và đưa qua. Chư Phật cùng hàng Bồ Tát dùng pháp giáo và các phương tiện tế độ chúng sanh rời bờ mê sang bến giác, khỏi bể khổ sanh tử, đến Cực Lạc Niết Bàn. Đức Thầy có câu: Chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Rạch tim là dạch tâm, ý toàn câu dạy người niệm Phật phải đem tiếng niệm Phật để vào tâm và trì niệm mãi cho đến khi tâm và Phật tương ưng thì được thoát qua các tai nạn khổ ách. Như Đức Thầy từng dạy, ráng tu đem được Phật vào trong tâm, và lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Tiếp theo là phần chánh văn. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió hành. Nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gặm trong mơ thấy sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cùng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cùng hay. Muốn tu còn đợi lâu hơn. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ở ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ôi.
Lược giải từ câu 253 đến câu 268. Đoạn giảng trên, Đức Thầy khuyên bá tánh nếu không sớm lo làm lành niệm Phật, để khi gặp khổ ách, dầu có muốn tu cũng chẳng kịp. Bởi sự tu không phải chỉ một sớm một chiều mà thành công được. Sống giữa thời mạt pháp, may mắn gặp chánh đạo, nếu chúng sanh chẳng sớm nương theo, không khác nào loài chim gặp cành cây tốt lành chẳng chịu đậu, ắt bị mưa bão làm nguy hại. Ở thế gian nhiều kẻ không thích việc tu, còn dùng đủ tiếng dèm pha nhạo báng, song đối với người đã quyết tâm hành đạo thì chẳng màng kể. Xét lại cõi đời không được mấy người hiền đức, phần đông là kẻ gian tà hung ác. Vì lòng quá thương xót sanh linh, nên dù đời có nhiều bạc đãi, Đức Thầy cũng quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Ngài mong sao mọi người đều thức tỉnh tu hành, dầu nhiều ít gì cũng có kết quả. Lại có số người cũng muốn tu, nhưng cứ mãi trù trừ lần lửa, nên Ngài khuyên họ càng sớm tu càng tốt. Đối với những người giàu có, Ngài dạy nên mở lòng bố thí, giúp đỡ hạng cơ bần, để gây phúc duyên về sau. Nếu ai mãi giữ bo đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Bởi sau này có nhiều biến chuyển lạ lùng, không sao tả xiết. Bao nhiêu của tiền vàng bạc đã dành dụm từ trước phải bị tiêu sạch. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Chú thích: tả tơi cũng gọi là tơi tả, có nghĩa rách nát, ten ben, lòng thòng nhiều miếng. Ý chỉ cảnh chiến tranh chạy giặc, khiến dân chúng phải đói rách tơi tả. Tà gian là tà dại, gian xảo, không ngay thẳng chánh đáng. Bố thí, phạn ngữ là đa na, phiên âm là đàn na, dịch là bố thí, vốn là một trong lục độ sáu pháp ba la mật của chư Bồ Tát thường hành. Bố là bủa ra, rải ra, thí là cấp cho. Vậy bố thí là đem cái sở hữu của mình giúp cho kẻ khác, Đức Thầy từng kêu gọi. Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Bố thí có ba cách. Một, tài thí, là đem những gì thuộc về mình như tiền giải, lúa gạo, thuốc men, ban cấp cho kẻ nghèo đói bệnh tật, hoặc góp công của vào các việc từ thiện khác, vân vân. Đức Thầy hằng dạy: khá thương những kẻ bần cùng, tâm lành dư của hãy dùng vào đây. Hai, pháp thí, là dùng lời lẽ trí huệ giảng dạy đạo lý, hoặc ấn tống kinh giảng để người khác được xem nghe tỉnh ngộ tu hành. Đức Thầy dạy: đi các nơi giảng giải đạo Phật cho đại chúng nghe, hoặc giả mở trường dạy đạo Phật. Và về kinh giảng, Ngài cũng dạy rõ: hãy hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Và câu: ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Ba, vô quý thí, là phương tiện giúp cho người khỏi cơn sợ hãi, bằng cách dùng lời lẽ an ủi, hoặc đem tánh mạng đỡ gạt hay bảo vệ cho người được an ổn. Bố thí lại còn chia làm hai phần. Một là sự tướng bố thí, cũng gọi là trụ tướng bố thí, tức là lúc đem tài vật thí ra cho người mà lòng còn phân biệt, người là kẻ thọ thí, ta là kẻ bố thí, khởi tâm mong cầu tiếng khen và được phúc báo. Nhân đó làm cho bản ngã càng tăng trưởng, sự tôn ti thêm nảy sanh, khiến cho sự bất bình đẳng một ngày một chất ngất, để rồi phải hưởng cái quả sai biệt nhỏ nhen. Hai, lý tánh bố thí, cũng gọi là vô trụ tướng bố thí, tức là lúc thi hành công việc bố thí, xét vì lòng từ bi, vì bổn phận mà làm,
ngoài cảnh không chấp mắt, trong tâm chẳng nhiễm ô, không hề tham cầu phước báo, cũng không phân biệt nhân ngã, tôn ti, và chẳng trụ vào sắc thinh hương vị xuất pháp mà bố thí. Kinh Kim Cang Phật bảo: bố thí không trụ tướng thì được phước đức chẳng thể so sánh nghĩ lường được. Bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất ngã tư nghị. Đức Thầy nay cũng dạy: giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Ly kỳ là lạ lùng kỳ dị, chuyện rất ly kỳ. Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Tại sao chẳng cung chè xôi? Bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè, cũng không có ai muốn qua què lầu đài sơn phết, cùng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài. Chớ tu hại rắn miệt mài, đừng kể vắng dài, đừng nề mau lâu. Giao khuyên khắp ơi hết đâu đâu, bớt điều mì dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cung kiêng nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng ơi bớt khóc khen, trong đờn lễ nhạc tế sen ít gì. Đàn nhu thầy lễ cùng kỳ, mắc phải chuyện gì phụ phục bình hưng. Lại thêm đợn địch từng từng, đem con heo sống mà dưng làm gì. Chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện gì kỳ giả dối hay không? Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Lược giải từ câu 269 đến câu 290. Từ trước đến giờ các chùa thường dùng chè xôi bánh trái cúng Phật. Nay sắp đến ngày tận diệt, Đức Thầy khuyên bá gia không nên cúng như thế nữa, bởi chư Phật không hề dùng bất cứ một thức ăn nào ở thế gian. Nếu ai quan niệm rằng chư Phật còn ăn uống và cúng có lễ vật mới được chứng minh thì rất sai lầm mê tín. Chẳng ham cúng kiến chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tồi ấy đâu. Ngài cũng dạy chư thiện tín lìa bỏ thinh âm sắc tướng, để làm vô vi chánh đạo mới màu. Chứ ngài đâu có muốn chùa lầu sơn phết, mà bá tánh
lo gây rồi đổ thừa cho Phật. Đức Thầy luôn noi gương Đức Phật, không ham nhà cao chùa lớn, tài sắc dị danh. Dù người đời có chê là khờ dại, Ngài cũng cam chịu. Trên đường tu, mỗi người phải bền tâm kiên chí, không nên chán nản trước lộ trình xa thẳm hay công phu khó nhọc, vì rằng tuy xa mà tới mấy hồi, và hết khổ lao thì đến vui cười. Ngài khuyên khắp giới tu hành, hãy diệt trừ những sự trạng tà mị, gian dối, để thật tâm thành ý tu hành mới mong gặp Thầy thấy Phật. Bỏ hẳn sự giết các sanh vật cúng tế quỷ thần, vì các hạng ăn đồ cúng kiến của thế gian là tà thần ma mị. Nếu ta tin tưởng, nó sẽ ăn quen và càng theo phá hại ta mãi. Đến như trong gia đình, có người từ trần, không nên rước thầy lễ, thầy cúng, bày ra trống đờn chuông mõ hay nhạc lễ rình rang. Việc báo hiếu Đức Thầy có dạy, còn hiếu sự, do hồi còn sanh tiền và do sự tu hành, sự thành tâm cầu nguyện, chứ không phải có tiền rước người khác cầu nguyện mà đạt được hiếu thuận nhân nghĩa. Chỉ vọng bàn giữa nhà hay giữa trời cầu nguyện rồi im lặng đi chôn. Còn việc tế thần hoặc làm tuần làm đám, không nên sát sanh hại vật hay đem thịt sống lên bàn thờ mà cúng, vì các vật ấy người quá giảng chẳng hề dùng được. Làm thế không những vô ích mà còn gây thêm nghiệp tội cho người chết. Do đó, Đức Thầy khuyên mọi người nên xét rõ các việc nói trên. Nếu thấy là giả dối và mê tín thì hãy mau cải sửa đi. Chú thích: hoa què là lòe lẹt, rực rỡ màu sắc, ý chỉ những cái đẹp đẽ hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong chẳng thật tốt. Đây chỉ cho sự sắc tướng. Cũng cam là cũng đành lòng nhận chịu. Miệt mài cũng gọi là mài miệt. Miệt là mãi miết, cần cù, chăm chú. Mài là cọ sát nhau, nghĩa bóng là bền chí chuyên cần, không lơ đễnh. Mị dối là nịnh hót, gian xảo, dối trá. Cóc ken là chỉ chung cho những thứ trống kèn, chiên mỏ, dùng để đánh lên trong khi tế lễ. Tế sen: tế là làm lễ cúng theo nghi tiết, sen là chen vào giữa. Tế sen là cho buổi lễ rình rang thêm lên. Đàn nhu là đàn nho, chỉ việc tế lễ tang ma theo nho giáo. Phủ phục là lại sụp xuống. Bình hưng: bình là bằng, hưng là đứng dậy. Tiếng của học trò lễ sướng lên trong khi tế lễ. Đờn địch là cây đờn và ống tiêu, ý chỉ chung cho mọi thứ đờn. Ví dụ: đờn địch tối ngày. Từng tưng là âm thanh nhạc điệu do người khải đàn phát ra. Đem con heo sống mà dưng làm gì? Theo cổ lệ từ trước, những cuộc tế thần thành hoàng bổn cảnh trong các ngôi đình, người ta làm thịt heo rồi để sống nguyên con, đem trong trước bàn thờ thần mà tế. Chẳng biết vị thần ấy có ăn được thịt sống hay không mà họ cứ nhắm mắt làm càn. Vào năm 1939, Đức Thầy có đến đình thần xã Hòa Hảo, thấy cuộc cúng tế như vậy. Khi về nhà gặp Đức Ông, thân sinh của Ngài, Ngài cười dài. Đức Ông liền hỏi: Thầy Tư cười chuyện gì vậy? Ngài đáp: ông cả xuống dưới đình mà coi. Ban hội tề đem trong con heo sống trước bàn thần rồi xúm nhau lại. Ông thần đâu có đòi ăn thịt sống mà làm như vậy. Còn các ông hội tề lại biết chừng nào cho hết tội giết heo, làm trò mỹ dối như vậy, bảo làm sao chẳng cười cho được. Vậy không nên cúng thần sao? Đức Ông hỏi lại. Đức Thầy đáp: nên cúng chứ, nhưng nên biết ông thần đình là vị quan cựu thần trung quân ái quốc, được ghi vào thanh sử. Vua mới sắc phong về đây
là chánh thần. Mà chánh thần thì ngài đâu còn ăn thịt sống, thịt chín gì nữa. Từ nay ông cả hãy ra lệnh cúng chay đi. Nhờ lời giác tỉnh của Đức Thầy mà từ ấy năm 1939 đến nay, đình thần xã Hòa Hảo và các xã lân cận như Phú An, Hưng Nhơn, vân vân đều sửa đổi, bỏ hẳn tục lệ sát sanh và hát chầu. Hằng năm chỉ tế thần bằng đồ chay, nhưng phần đông các ngôi đình khác người ta còn mê tín vẫn giữ y cựu lệ. Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Thương đời ta lúc sầu bi, học nho cứ mài làm thi ngạo đời. Rung đồi ngâm chuyện trên trời, tình duyên cả nước dậy thời vô con. Thấy đời ta cũng heo von, học nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắc ghi đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đời ai có mình túng nghèo chẳng tha. Hốt thời cắt bãi cắt ba, nó đòi năm cắt người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lấp hồi xác hồn lìa xa. Mấy anh thầy thuốc lang xa, cũng là mẫu mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Lược giải từ câu 291 đến câu 308. Vì thương đời nên lòng Đức Thầy quá xót xa, thấy nhiều người đã học đòi nho giáo mà chẳng thi hành nhân nghĩa, chỉ lo viết thơ ngâm dịnh nhạo báng thế gian hoặc tình duyên luyến ái. Tự khoe mình tài học chẳng ai bằng, bát cơm manh áo của họ đều nhờ nghề làm thuốc bắc, chẳng cần thiết đến việc hiền nhân đạo nghĩa là gì. Hễ có bệnh nhân đem tới, bất luận nghèo hay giàu, họ đều thẳng tay đập đổ. Bấy giờ giá tiền của mỗi thang thuốc cao lắm là 1 cắt 7, thế mà họ đòi tới 5 cắt, làm cho dân chúng phải rên xiết. Suốt đời họ chẳng làm một việc thiện nên phúc lành đâu có, chỉ tồn tại các nghiệp tham ác mà thôi. Và những kẻ ấy đến ngày lập hội khó mong bảo tồn tánh mạng. Đến như ngành Tây y lại còn thâm độc hơn nữa. Một số người hành nghề ấy, chẳng những họ cắt cổ lột da, lại còn dơ dét tiền bạc tận xương tủy các bệnh nhân. Thói thường hễ trung ngôn thì nghịch nhĩ. Đức Thầy khuyên các hạng làm thuốc nói trên chẳng nên phiền ngài, mà hãy xét kỹ lại, nên thi thố nhân nghĩa hơn là tham chứa tiền tài.
bởi tiền bạc không cứu giúp được ta khi nghiệp quả đã mùi. Gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiễn đưa một bước. Chú thích: héo giòn, cũng gọi là héo hon, có nghĩa khô héo, âu sầu, tiều tụy, ý nói lòng xót xa vô hạn. Ruột tầm ngày một héo giòn. Học nho cũng gọi là nho học, học thuật của nho gia, học về giáo thuyết của Đức Khổng Tử. Thuốc bắc là thuốc trị bệnh, phần nhiều bằng lá, vỏ, rễ, củ của các loại cây, chế ở Trung Hoa, do các đông y dùng điều trị bệnh nhân. Ví dụ hốt thuốc bắc, thầy thuốc bắc. Hiền nhân là người hiền có đức độ hiền lành. Thuần hậu, đức thầy có câu: long hoa có mặt, ấy là hiền nhân. Cắt bảy, cắt ba. Tiền bấy giờ 1939, 10 xu người ta kêu là một cắt, miền Bắc gọi là một hào. Giá mỗi thang thuốc bắc thời ấy chừng một cắt ba, cao lắm là một cắt bảy. Thế mà các thầy thuốc đông y đòi ăn tới 5 cắt, số tiền lời của họ gấp bằng 2 số vốn. Thầy thuốc lan xa là chỉ cho các bác sĩ y tế trị bệnh bằng âu dược, thuốc tây. Phi ân là chẳng phải, chẳng ân nghĩa gì hết. Tiếp theo là phần chánh văn. Muốn sao giữa được kỳ ca kỳ lăng, hãy nên trao sửa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật mi thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết mi thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chi. Đời xưa có ngu duyên kỳ, đem tài học mi thuốc hiếm thầy cho nghi dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miệng cho trong nước chúng dân nghi được nhờ. Để tâm yên lặng như nghĩ tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thể nào. Lược giải từ câu 309 đến câu 320. Đoạn này Đức Giáo Chủ khuyên: nếu ai muốn sau này được gần đền vàng điện ngọc, thời hiện giờ hãy sớm sửa mình cho trở thành hiền nhân quân tử. Những người chân chất làm ăn tuy là quê dốt, song nếu biết niệm Phật, tưởng trời, tu thân hành đạo, thì thời gian sau hoặc hậu kiếp được hưởng điều cao quý. Hiện giờ kẻ giữ người lành, thật giả còn đang lẫn lộn, nhưng đến ngày lập lại thượng nguyên, nhân loại phải trải qua cuộc chọn lọc, chừng ấy sẽ rõ ai cao ai thấp. Đời xưa thời Ngũ Đế có Quý Ông, Ngũ Tử, Hiên Viên và Kỳ Bá, đã dốc hết tâm trí kê cứu các phương thuốc điều trị bệnh nhân. Các ngài chẳng màng đến sự lao tâm mệt xác hay lợi lộc, miễn sao cho toàn thể dân chúng được an lành. Nay Đức Thầy khuyên mọi người nên bình tâm suy nghĩ những lời chỉ dạy của ngài cho thấu đạt nghĩa lý. Thế nào là sáng tỏ vinh quang, và thế nào là mê mờ u tối. Chú thích: cát lân, cát là gác lầu, lân là thềm bực, ý chỉ cho đền vàng điện ngọc
của vị Thánh Vương Việt Nam sau này. Ai thao ai chì? Thao là loại đồng pha kẽm, chì cũng đồ kim loại màu xám, chất dễ chảy hơn. Thao có giá trị cao hơn chì. Đây chỉ ngày lập đời sẽ có cuộc chọn lọc để biết rõ ai giả ai thật, hoặc ai cao ai thấp. Ngũ Viên Kỳ. Sách Nội Kinh Huỳnh Đế có chép: vào thời Ngũ Đế có ba ông, Ngũ Tử, Hiên Viên và Kỳ Bá, đem hết trí năng nghiên cứu các thứ bệnh và thí nghiệm những loại thảo mộc, tìm ra dược phẩm trị bệnh cứu dân. Lòng các ngài chẳng hề mong cầu lợi lạc. Đức Thầy nhắc chuyện này để chỉ cho sự giúp đời bất vụ lợi của những bậc đầy lòng vị tha bác ái, và cũng khuyên mọi người noi gương từ thiện nói trên. Thế nào là thế nào? Hãy xét rõ công việc ấy coi ra sao. Tiếp theo, mời quý vị nghe phần chánh văn. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi, bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này, là lời truyền giáo của thầy. Bông hoa cầu Phật hiếp dày đi chôn, còn mình muốn đãi làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gắm trong thế sự nực cười, chẳng lo cái sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ yếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục Liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hành tâm rài từ bi. Lược giải từ câu 321 đến câu 336. Sau khi luận việc cao thấp của sự đời, Đức Giáo Chủ khuyên bá tánh trong việc tan ma không nên bài vẽ linh đình, mà hãy làm theo lời khuyên dạy của Ngài. Nếu trong gia đình có ông bà hoặc cha mẹ từ trần, nên vọng bàn giữa trời cầu Phật. Trên bàn chỉ dùng ba món: bông hoa, nước lã và nhang. Khi cầu nguyện xong, im lặng đi chôn. Còn đối với làng xóm, hãy tùy nghi mà dùng lời lẽ giả ơn với mọi người, bởi tiếng chào cao hơn cổ. Nếu cần phải đãi đằng cơm nước thì Ngài dạy: những điều nào xét ra thấy giản tiện, ít lãng phí cứ làm. Thẩm xét sự đời, Ngài cũng bắt buồn cười cho bá tánh: sao chẳng sớm tu sửa lòng mình cho được ngay chánh, và hiếu sự phải tự mình thi hành mới đúng lẽ. Nhược bằng cứ bỏ tiền ra mướn các thầy đám tụng kinh cầu siêu, không bao giờ được kết quả. Vậy muốn cho nghiệp tội của ông bà cha mẹ được mau tiêu rỗi, con cháu cần sớm giác ngộ tu hành, mỗi sáng mỗi chiều hằng thành tâm cầu nguyện, noi gương Đức Mục Kiền Liên, rèn lòng từ bi hiếu hạnh,
đi đến chỗ chứng đạo giải thoát, Đức Thầy từng khuyến tấn: ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Chú thích: làm màu hiếu nhi là làm ra vẻ người con hiếu để che miệng thế gian, chứ không thật tâm lo. Rình rang là ồn ào rộn rịp, chân diện rực rỡ, có tánh cách long trọng. Đáp ngôn là giả ơn bằng lời nói. Thành tâm là lòng chí thành chí thật. Cổ đức từng bảo: thành tâm sở chí kim thạch dị khai. Ý nói sức thành tâm khẩn thiết hướng về đâu, có thể chẻ núi phá vàng đến đó. Nên Đức Thầy hằng dạy: thứ bảy chánh niệm dạy thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Mục Liên cứu mẹ. Mục Kiền Liên vốn là một trong thập đệ tử của Phật Thích Ca. Ngài là bậc thần thông đệ nhất. Khi chứng quả A-la-hán, Ngài dùng thiên nhãn nhìn thấy mẹ là bà Thanh Đề đang bị đọa tại ngục A Tỳ, chịu sự hình phạt đói khổ thảm thiết, nên dùng thần thông đem bát cơm đến dâng cho mẹ dùng. Nhưng khi vừa bưng lên, bỗng bát cơm hóa ra lửa bốc cháy. Bà ăn không được nên rất hối hận tội lỗi của mình. Mục Liên trở về cầu Phật giúp cho phương cách cứu mẹ. Thấy lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên, Phật động từ tâm dạy ông thiết lễ Du Lan Bồn, để nhờ sự hồi hướng công đức của các thánh tăng cộng với sự sám hối của bà và oai lực của Đức Phật gia hộ, nên Ngài Mục Liên cứu được mẹ ra khỏi ngục A Tỳ. Tiếp theo là phần chánh văn. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện đi rõ ràng. Làm tuần trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện dĩ kỳ, tạo nhiều cánh giả chân thì chẳng theo. Cô tiền chơi có bỏ theo, chết rồi tế lễ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Lược giải từ câu 337 đến câu 352. Vì lòng thương đời, Đức Thầy mới phân giải rõ ràng. Từ trước những đám làm tuần, người ta thường bày ra tiệc lễ linh đình,
say xưa rượu thịt. Đã say, đâu còn phân biệt phải quấy. Nên giữa anh em tộc họ thường xảy ra cuộc chửi mắng, ấu đả lẫn nhau. Như vậy đâu có ích lợi và an ổn chút nào đâu. Ở đời khi có việc xảy ra, người ta ít chịu nhận xét cho chính xác để làm theo chân lý. Phần đông là họ cứ bày vẽ nhiều việc lạ lùng, toàn là giả dối. Cho nên Đức Thầy dạy hãy bỏ tục lệ đem tiền cổ theo cho người quá giảng. Bởi kẻ chết đã sang qua cảnh giới khác thì tiền bạc và vật thực cõi này chẳng xài được. Còn việc sát hại gà vịt, bò heo lại là vô lý và tai hại hơn nữa. Vì làm thế, người chết không dùng được mà còn mang thêm nghiệp quả. Vậy ai là người biết giác ngộ tu hành, muốn báo hiếu cho đúng cách, thì lúc cha mẹ còn sanh tiền nên cung phụng các thức ăn mặc ở cho đầy đủ. Thường thấy nhiều người không biết bổn phận đối với cha mẹ, lại còn ăn nói nghênh ngang hỗn ẩu, thật là điều tội lỗi đáng trách. Còn người khôn ngoan đạo đức, lúc nào cũng vâng lời cha mẹ, việc cư xử trong gia đình thân tộc đều biết nhân nhượng thuận hòa, khiến cha mẹ được hài lòng. Đức Thầy đã vạch rõ con đường đạo hạnh. Chúng sanh nào muốn đạt đến chỗ vinh quang hạnh phúc, cứ nương theo đó tiến hành, ắt sẽ được toại nguyện. Chú thích: Sinh xoan cũng gọi là xoan xoan, có nghĩa là chến choáng, chán dáng, say rượu. Ví dụ: mới ba ly đã sinh xoan. Làm tuần là lễ cầu siêu và cúng người chết. Mỗi tuần 7 ngày một thất, hoặc 21 ngày 3 thất, hay 49 ngày 7 thất, 100 ngày gọi là bá nhật, rồi giáp năm, hoặc giáp 2 năm, mãn tang hay mãn khó. Tế lễ bò heo. Từ trước những gia đình giàu sang, trong nhà có người chết, họ liệm vô quan tài, hoàng lại đó rồi giết bò heo cúng tế cả tuần mới đem chôn. Điều này xét ra rất sai lầm. Bởi làm thế, người chết đâu có ăn được, lại còn mang thêm nghiệp tội. Xưa kia có một trưởng giả rất giàu có, thâm tín Tam Bảo, thường làm nhân bố thí. Sau khi mạng chung, con cháu dùng quả tán thu nhặt tro tàn đựng vào bình đặt lên bàn hương án. Chúng chuẩn bị gà heo cùng các thứ cao lương quý giá cúng kiến linh đình, rồi xúm nhau khóc kể thảm thiết. Nhờ nhân bố thí, hồn trưởng giả được sanh về cõi trời làm vị thiên đế. Ông nhìn xuống thấy con cháu dại dột, vì thương cha mẹ làm việc vô ích. Muốn thức tỉnh con cháu, ông bèn hóa ra tên một đồng, tay ôm bó cỏ, tay dắt trâu đến sân nhà tế lễ ấy. Đến nơi, vừa cột trâu, trâu ngã ra chết. Một đồng lấy cỏ đút vào mồm trâu, bảo: "Ăn đi trâu, ăn đi trâu." Trâu ăn không được, nó giận dữ lấy roi đánh đập, quát tháo ầm ĩ. Mấy người con trưởng giả thấy vậy bảo: "Này chú bé kia, sao khờ khạo đến thế? Trâu đã chết làm sao ăn được nữa, mà phải hoài công la hét." Đứa bé đáp: "Trâu tôi mới chết, mồm miệng vẫn còn đây, còn có thể hy vọng hơn các người bài lễ linh đình trước bình tro tàn rồi khóc kể có không gì." Cả nhà trưởng giả nghe câu trả lời của đứa bé, ngạc nhiên tỉnh ngộ, hỏi: "Ồ, thật rất thông minh. Ngươi là con nhà ai và ở đâu đến đây?" Đứa bé đáp: "Ta chính là trưởng giả cha các ngươi đây. Nhờ phụng sự Phật Pháp mà nay ta đã sanh thiên. Thấy các ngươi không nghe lời ta, lo tu hành, mãi đeo đắm tình thương quyến thuộc, làm điều vô ích, lại gây thêm nghiệp sát hại, nên về đây giác tỉnh các ngươi. Nếu chẳng sớm cải hối, ta cùng các ngươi đồng dương thêm nghiệp tội không nhỏ." Nói xong, thiên đế biến lên thiên cung, con cháu đồng ăn năn tỉnh ngộ, bỏ việc sát sanh. Lúc Đức Phật còn trụ thế, Ngài thường dạy các môn đồ:
nếu ai vì thân nhân quá giảng mà tu tập các việc phước đức, thì trong 7 phần vong nhân hưởng 1, 6 phần kia người sống tự hưởng. Trái lại, nếu vì người chết mà sát hại sanh vật cúng tế, tạo nhiều nghiệp ác, ắt vong nhân phải chịu quả lây. Ngày nay Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng giác tỉnh, đôi lời kể lại nỗi hàn huyên. Ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng vậy sát thân đa hạnh phúc, nào hai hồn phách lắm quan khiên. Thiếu gì là thiếu chi nhiều lắm, biết nhượng biết tùy là biết nhân nhượng nhún nhường và vâng lời thuận thảo. Tiếp theo mời quý vị nghe phần chánh văn. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rằng tiếng đây chân bài quân tử làm chi của đồ hộ bịch dậy thầy xưng nghe hô lũ đàn lũ điếm ma hồ đồ anh hùng quân tử xưng hô quá rền trời gặp mai mắt nạn cười chơi chớ không ra sức nghi giúp ba đời điều à chi hổ mình là bậc ký tu mi chưa tròn bổn phận mà thi kể từ thượng nghi lộ đăng nghi trình vào nam ra bắc nghi mặt tình bốn phi khuyên răng trận thế một khi tuồng đời sắp hạ bằng đi rõ ràng. Lược giải từ câu 353 đến câu 366. Thường thấy số người miệng hay khoe khoang lớn lối, tự cho mình là tài giỏi, là anh hùng quân tử, nhưng hành động chẳng ra gì, nên Đức Thầy khuyên họ hãy bỏ bớt tánh xấu ấy đi. Cũng có hạng chỉ biết rong chơi trụy lạc, ăn nói hàm hồ, cống cao tự đại, nhưng khi gặp người lâm nạn thì họ trơ mắt ra nhìn, chẳng hề có chút lương tâm ra tay giúp đỡ, lại còn thỏa thích nhạo chê là khác. Là bậc râu mài nam tử với bổn phận không tròn, họ đã chẳng biết tuổi thẹn, lại còn khoe khoang tự đắc. Lúc Đức Thầy lên đường độ thế, từ miền Nam sang đất Bắc, Ngài hằng lui tới khai truyền chánh pháp giáo hóa lê dân, chuyển miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Ngài khuyến cáo cho bá tánh rõ tuần đời hiện tại sắp hết, để chuyển sang cuộc diện mới. Chú thích: của đồ hổ bịch là chỉ những hạng ăn ở lố lăng phách lối, ví dụ thứ hổ bôn hổ bịch chẳng ra gì. Lũ đàn lũ điếm là bọn người gian xảo ăn chơi phóng đãng, trà đình tửu điếm, Đức Thầy khuyên điếm đàn đĩa thỏa chớ gần. Hồ đồ là ham hố không hợp lý, lờ mờ không rõ ràng, gãy gọn, ví dụ ăn nói hồ đồ vô lý. Chim khôn tránh bẫy tránh cò, người khôn tránh tiếng, hồ đồ mới khôn. Anh hùng, anh là vua loài hoa, hùng là vua loài thú, nghĩa bóng chỉ người hào kiệt xuất chúng,
có tài làm việc to tát. Sách Dương Thông có nói: tự trị giả anh, tự thắng giả hùng. Tự biết mình là anh, tự thắng mình là hùng. Nhưng toàn câu giảng trên là chỉ cho kẻ bất tài mà thường hay xưng hô lớn lối, đó là anh hùng rơm. Ca dao có câu: anh hùng gì, anh hùng rơm, cho một bó lửa hết cơn anh hùng. Bổn phận là phận sự, phần việc của mình, một phần nghĩa của chữ đạo. Ví dụ, bổn phận làm con, bổn phận làm công dân, làm cha mẹ, vân vân. Ti tôn mình là tự hào cho mình là tài giỏi, là cao hơn người. Đăng trình là lên đường, khởi hành, ra đi. Bôn phi, bôn là chạy, phi là bay. Nhưng chữ bôn phi ở đây có nghĩa là bôn ba lui tới. Đức Thầy có câu: bôn phi lê thứ, nhiều bề gian nan. Tiếp theo là đến phần chánh văn. Dương gian làm quyền nói càng, cùng xóm cuối làng đâu cùng như đâu. Hò reo dục mi trống nhiều câu, sai đồng khiển quỳ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng ngó đừng réo làm chi, nghìn ngàn kêu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cũng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Lược giải từ câu 367 tới câu 380. Trong xã hội Việt Nam bấy giờ, năm 1939, có nhiều phù thủy, đồng bóng, cô bà. Họ bày lắm điều quyển hoặc để lừa bịp dân quê. Nếu ai có bệnh, rước họ đến thì nào đờn kèn trống phách, bày binh bố trận, nào sai đồng khiển tướng, tróc quỷ trừ ma. Toàn là những việc mê tín giả dối, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nên Đức Thầy khuyên họ hãy bỏ dứt tệ trạng ấy đi. Vì họ chữa trị bệnh nhân, khi thì đọc thần chú, kêu gọi danh tánh các bậc thần tiên mà sai khiến, làm điều tà mị theo ý muốn, nên phải tội lộng ngôn phạm thượng, hoặc cho sát sanh hại vật cúng tế quỷ ma, khiến chúng ăn quen mà quanh quẩn theo họ, phá hại xóm làng. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cúng kiến nó mà nó phải ăn quen. Đức giáo chủ kêu gọi bá tánh hãy trở lại con đường chánh tín, dầu ai có nghe hay không tùy ý. Chớ việc ngài truyền dạy đây là do sắc lệnh của Đức Quan Âm và Phật Tổ Phật Thầy. Còn các vị thần thánh đâu có thiếu nợ chúng sanh mà muốn sai khiến lúc nào cũng được. Chú thích: làm quyển là giả dối, nói làm không chân thật để đánh lừa thiên hạ. Sai đồng khiển quỷ, đây là cách trị bệnh của các phù thủy thầy pháp. Chúng cho người
ngồi chùm khăn kín mặt lại, rồi đọc thần chú. Khiển một lát thì đồng lên, xưng là Cố Hỷ Thượng Động hay thần quỷ chi đó. Đồng đòi ăn heo, gà đủ thứ. Phần nhiều là họ lên giả, thấy việc quyển hoặc và mê tín, ai xem cũng nực cười. Nhà thơ Trần Tế Xương đã diễn tả cảnh lên đồng ấy trong một bài thơ sau đây. Khen ai khéo vẽ cảnh lên đồng, một lúc lên luôn sáu bảy ông. Xác quỷ ông dùng cây kim gỗ, ra quay bà dắt cái khăn hồng. Cô dương tay ân tan tành núi, cậu chỉ ngọn cờ cạn dốc sông. Đồng giỏi sao đồng không giúp nước, hay là đồng sở súng thần công. Nam Hải Phổ Đà. Theo truyền thuyết, nơi biển Nam Hải có một hòn núi tên Phổ Đà, do chữ Phổ Đà Sơn Thượng hay Phổ Đà Đạt Đạo, Đức Quan Thế Âm thường ngự tại đó. Nam Mô A Di Đà Phật.